ở chùa Trời Pung sẽ làm lễ quán đảnh Đức Phật Dược Sư từ 10 giờ tới 12 giờ. Thì có một vài Phật tử hỏi từ Phật Lạc rằng là lễ quán đảnh là cái gì, không có hiểu lễ quán đảnh là cái gì hết. Thì ý nghĩa của lễ, những ai mà chữa bệnh thì đang bị bệnh thì có được, thì cầu nguyện để cho họ được chữa lành, họ có được năng lực gia trì của chư Phật để mà chữa lành cho họ, và cầu nguyện cho những người quá cố trong cái đại dịch COVID-19 vừa qua, và nạn nhân chiến tranh Nga với lại Ukraine. Đó, thì ngày mai cái buổi lễ sẽ từ 10 giờ đến 12 giờ. Và trong khi chờ đợi ấy, từ Phổ Lạc cũng muốn xin giới thiệu cái cuốn sách này, là cuốn sách của Đức Dalai Lama. Đức Dalai Lama hiện tại đang hiện thời đó, viết về thầy của ngài. Thầy của ngài là Đức Linh Roche. Trong cái hình này đây là Đức Linh Roche, là thầy của ngài trong cái kiếp trước. Thầy của ngài trong kiếp trước là vị này đây. Bây giờ vị này đã tái sinh rồi. Vị này bây giờ tái sinh mới có 30 mấy tuổi thôi. Nhưng mà cái vị này hồi kiếp trước là thầy của Đức Dalai Lama. Bây giờ Đức Dalai Lama lại làm ngược lại, làm thầy lại của cái vị này. Thì hai thầy trò cứ là thầy trò của nhau. Thì Đức Dalai Lama viết một cái cuốn sách về vị thầy của ngài là Rinpoche đây. Cuốn sách này dày tới 600 trang, có rất là nhiều hình ảnh và lịch sử, những cái chi tiết lịch sử về các ngài và cái cuộc chiến tranh giữa Tàu với lại Tây Tạng, và cái cuộc vượt biên của ngài như thế nào. Thì trong cuốn sách này nó có rất là nhiều hình ảnh và đầy đủ chi tiết hết. Thì quý vị nào muốn thỉnh cái cuốn này á, thì cái vốn in ra cái cuốn sách dày 600 trang với rất là nhiều hình màu và cái bìa cứng như vậy là 35 đô. Thì quý vị có thể thỉnh cuốn sách này với 35 đô. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà có lòng muốn ủng hộ để mà có thể in thêm, tại vì hiện tại là cái cuốn sách này in rất là có giới hạn, bởi vì nó tới 35 đô để in một cuốn, thành ra là không có thể in nhiều được. Nếu quý vị nào mà muốn ủng hộ để mà trung tâm có thể in thêm, để mà có thể phổ biến thêm cho nhiều Phật tử biết về thầy của ngài thì rất là tốt. Còn nếu mà không người muốn thỉnh thì 35 đô. Ngài rất là vui khi mà cái quyển sách này ngài viết bằng tiếng Tây Tạng được nhiều nước trên thế giới dịch ra như là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật, là Đại Hàn, rất đủ thứ hết. Và bây giờ mới có người Việt Nam mới dịch xong cái quyển này, vừa mới phát hành hồi tháng đầu tháng 7 vừa qua, nhân dịp lễ đản sinh của Đức Dalai Lama đời thứ đản sinh 87 tuổi của ngài là July 6, là mùng 6 tháng 7 vừa qua là đản sinh thứ 87 của Đức Dalai Lama. Thì cuốn sách này cũng in xong, vừa mới in xong để mà dâng lên cúng cho ngài, là cũng như là quà tặng cho ngài. Thành thực ra nếu ai muốn thỉnh thì xin liên lạc với từ Phổ Lạc nhé. Bây giờ chắc là các thầy sắp tới. Dạ. Nếu mà quý vị nào muốn thỉnh cái quyển sách này thì liên lạc với từ Phổ Lạc sẽ đưa cho quý vị quyển sách. Dạ, rồi quý vị sẽ đưa viết check hay là đưa tiền mặt cho từ Phổ Lạc cũng được. Dạ, lát nữa ngài viện trưởng của tu viện Repung Losing Monastery Ấn Độ tới, nếu quý vị nào có khăn kata muốn dâng lên cho ngài thì có thể đứng chờ ngài ngoài cửa, xong dâng lên cho ngài để mà ngài blessing, ngài chúc phúc, ban phước cho quý vị. Thì cái khăn kata nó màu trắng như vậy. Thì quý vị dâng hai tay đấy. Hai tay dâng lên cho ngài. Dâng cho ngài, xong ngài sẽ tặng lại cho mình. Mình dâng lên cho ngài, ngài sẽ tặng lại cho mình. Dạ, xin mời quý vị đứng lên ạ. Xin mời quý vị đứng lên sắp hàng hai bên. Dạ. Xin đứng ở ngoài ra đầu chờ đón ngài.
Dạ, xin quý vị dâng hai tay khắc khăn kata. Quý vị chờ ngài ngồi xuống. Quý vị chờ ngài ngồi xuống rồi mình mới ngồi. Dạ, kính thưa quý vị, Rinpoche nói là sau khi mà cái thời pháp á, sau khi thuyết giảng là quý vị có khoảng 10 phút để mà hỏi, quý vị có thắc mắc gì thì cứ xin hỏi, rồi Rinpoche sẽ trả lời. Buổi lễ quán đảnh ngày mai có thêm một vị Rinpoche nữa, ba Rinpoche làm lễ tất cả, hai Rinpoche này với một Rinpoche.
the microphone. Microphone to Linh Chi. Đâu có là một cái chương trình có live stream đâu, có đâu phải là dành riêng cho mình đâu. First of all, His Eminence Khe Rinpoche, Lobsang Samdenma, would like to extend his greetings to all the devotees here in Thunglam and the audience who come here with the devotion to receive this teaching. So he would like to extend his Ashitale and welcome. Tene. Dạ kính thưa quý vị, Rinpoche nói rằng là trước hết là Rinpoche xin gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử ở Thiền viện Trúc Lâm này, và quý vị đã đến đây với một cái lòng sùng tín và để mà nghe pháp, cho nên là Rinpoche xin chào mừng tất cả quý vị và chúc quý vị được vạn sự cát tường. Thế nên thầy đi ngang chỗ anh ấy chuyên đề để anh ấy nằm vào sáng giờ về sáng giờ chuẩn đề để cái sáng giờ này thông mà anh ấy vào ra nói xin anh lo là anh ấy đem bách cả sao đấy anh ấy đem bách thôi này anh ấy nghe cái anh chỗ là anh ấy sẽ chuyển hình. So today's teaching will be on the Four Noble Truths, which is the first Buddha's teaching after Buddha enlightened, and then he started turning the wheel. This is the first wheel, turning the wheel of Dharma. Buddha teaches his first teaching in the place called Varanasi in the India, in central India. So His Eminence will be share the teaching on Four Noble Truths. Dạ, Rinpoche nói là ngày hôm nay thì Rinpoche sẽ thuyết giảng về cái đề tài là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cái bài giảng đầu tiên mà Đức Phật đã giảng cho các đệ tử sau khi Ngài thành đạo và chuyển Pháp Luân. Thì cái bài giảng đầu tiên này, thuyết giảng đầu tiên này ở cái vườn Nai Varanasi ở trong trung tâm của nước Ấn Độ. Thế nè, sáng giờ thì đèn xì thì khai ra sao na, sáng giờ chúng ta thấy cái đèn này đúng ngay phát biểu đèn bao, đèn này cũng chưa phát biểu đèn bao, đèn này cũng bao phát biểu đèn bao, đèn này làm phát biểu đèn bao, thế nè, đèn bao xì, anh ấy khoảng ngã thế sang bao la, anh ấy sáng giờ chúng ta thấy cái đèn bao xì thì cắt ra vào đấy. So when the Buddha teach the first noble truth, he had mentioned, and he mentioned these words that it says suffering should be recognized, and this is the suffering, truth of suffering, this is the truth of causes of suffering, and this is the truth of cessation of the suffering, and this is the truth of path which lead to the cessation. And this was teach on the only the first two, five disciples of Buddha's in Varanasi, and
So this Four Noble Truth Sutra was mentioned in the Varanasi for the first five disciples. Dạ thì khi mà Đức Phật giảng về cái bài thuyết giảng lần đầu tiên thì Ngài đã thuyết giảng về cái tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế gồm có bốn phần. Thứ nhất là diệu đế về cái sự khổ đau, hay là về đau khổ đó, sự thật về đau khổ. Rồi Ngài giảng về cái sự thật về nguyên nhân của khổ đau. Và sau đó Ngài giảng về cái sự thật về cái làm sao mình có thể diệt được khổ đau. Và cuối cùng là Ngài giảng cho chư, Ngài thuyết giảng về cái con đường đạo để mà diệt được cái những cái khổ đau đó. Thì đó là cái bài giảng đầu tiên Ngài giảng cho năm cái đệ tử đầu tiên của Ngài ở cái vườn này Varanasi. So as a being a Buddhist, it's very important for us to learn and know about this Four Noble Truth, because Four Noble Truth is the basis and foundation of all the Buddha's teachings. It's like, you know, to building the strong and a very good solid house, one must lay a great foundations. So this foundation is called Four Noble Truth, which is a core principle and the base of the Buddha's teachings. So as one Buddhist, we should know and learn this Four Noble Truth. Chúng ta là một người Phật tử thì cái điều quan trọng là chúng ta cần phải biết và học hỏi về cái lý thuyết về tứ diệu đế này. Thì đây là một cái nền tảng để mà chúng ta có thể có một cái sự hiểu biết vững chắc về Phật pháp. Cũng giống như là khi chúng ta muốn xây một căn nhà đó, thì chúng ta phải có một đổ một cái nền móng, xây căn nhà đó cho thật là vững chắc thì chúng ta mới có thể xây cái căn nhà đó lên được tốt đẹp. Thì đây là cái nền tảng của những cái giáo pháp của Đức Phật. Ta đi na ne đemba chi khare re la na dung e đemba ani kun chung đemba go be đemba lam gi đemba se de ne tha ne shi yo re đi na ne dung e đemba da kun chung đemba ni de kho wa la ju be ju dan te bu da go de da lam de ni de kho wa le do be ani ju da je bu. So in if we say what are the Four Noble Truth, this is the Four Noble Truth. The first is the truth of suffering, and second is the origin of the suffering or cause of the suffering. And these two first two fault are the one who is taking a lead to the samsaric or suffering world. And then a second two parts, which is cessation of the suffering, truth of cessation of the suffering, and the path, truth of the path, which lead to the cessation of the suffering. So these two are reverse of the first two two noble truth, because when we have implemented this first two, second two fault, which lead to the nirvana or the enlightenment or the cessation of the suffering. Thì tứ diệu đế là gì? Cái gì là tứ diệu đế? Tứ diệu đế là bốn cái sự thật vi diệu. Sự thật vi diệu thứ nhất là sự thật về sự khổ đau. Sự thật thứ hai là sự thật về nguyên nhân của những cái sự khổ đau đó. Tại sao những khổ đau đó từ đâu mà đến? Thì hai cái sự thật đầu tiên là hai cái điều mà nó dẫn dắt chúng sanh đi đến luân hồi. Tái sinh trong sinh tử luân hồi. Và còn hai cái sự thật về sau đó là về sự thật về diệt đế, tức là sự thật về sự diệt khổ, và sự thật về đạo đế, tức là cái sự thật về con đường đạo để dẫn tới giải thoát Niết Bàn đó, là đảo, nó đảo ngược, nó nghịch lại với hai cái chân đế ở đầu tiên. Thì đây là hai cái con đường, hai cái sự thật để mà loại bỏ
những cái khổ đau. Và vì chúng ta có thể loại bỏ được những cái khổ đau đó thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến Niết Bàn. Thế nên đi đúng nghe thế mà thì anh chú xem cái đấy khi chúng mình suy nghĩ sao đấy, thế là đúng nghe em bảo thì xem vào là anh ấy biết na, na sẽ chín na cái na, na sẽ thì thằng bố số số na cái khai đi na cái em ấy thì số số xem sao na, na sẽ thì em ấy cái dự định khai chế đấy về, anh ấy dự định học qua này anh ấy thế là anh ấy làm thế nào cũng có thế nào xin cái ta mẹ tiền của đấy. Mẹ tên đến nà sinh nghe là ngon cho nà sát là anh nà sát số số nà sát khai mà thì nà sát thì xem bao nhiêu na anh nà sát thì xem nghe là nà sát thì xem bao la nà sát thì cái dự định của sung quá rồi dự khai sản này ngon cho khai sản này nà cái gì mình khai chế na họ đến đây cái dự định xem bao nà sinh cái anh ấy đúng nghe xem bao la đúng nghe cái dự anh ấy quan trọng để xem quá rồi thì những điều thông mạch đúng nghe xem này anh đúng nghe như thế cái mẹ bảo sao là nghe là đúng nghe như thế cái dự định khai ra thế này ta chỉ chịu quá ra thế anh dự định mẹ bảo sao là anh có thể là làm thế thế này mà chỉ là cái gì ra. So here it's very important for us to recognize or to understand what is the truly suffering means. Once we have understand the what is the true nature of the suffering, then we will be understanding, it lead us to investigate or to recognize the cause of the suffering. Because the suffering is, truth of suffering is not come without a cause and condition. It's come from causes and conditions. We can relate it by the sickness. That once we have get a sick or we are not feeling well, automatically our mind started thinking, what is the reason why I get sick? So once we understand, oh, the sickness come from because of the this and this, like causes and conditions, then automatically, you know, when you go to the doctor or to find out the cause of the, why you get sick, they will diagnose the cause of the suffering. Similar way here, when you are having the suffering, whether it's emotional suffering or physical sufferings, first is to understand what is truly suffering. And then when you understand the truly suffering, then you will lead to understand what is the cause of the suffering. Once we understand the cause of suffering, then there is a possibility to eliminate it, to remove the causes of suffering, and which lead to you to free from the causes, free from the experience of suffering, and which we call this attend the cessation of the suffering, which lead to the second two noble truth eliminated the cause of suffering. Then Buddha teach second fold of four noble truth called the truth of path and the truth of cessation, which was achieved through practice the truth of path. Cái điều quan trọng là chúng ta phải hiểu cái bản chất của khổ đau là như thế nào. Thế nào là bản chất của khổ đau? Nếu mà chúng ta hiểu được cái bản chất của khổ đau á, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra được cái nguyên nhân của cái khổ đau. Cái nguyên nhân của khổ đau đó là cái gì? Cái khổ đau nó đến với chúng ta đó không phải là không có nguyên do. Cái khổ đau đến với chúng ta vì một cái nguyên nhân nào đó, vì một cái nhân duyên, vì một những cái nhân duyên nào đó nó đến, nó làm cho chúng ta bị khổ đau. Lấy một cái thí dụ như là khi mà chúng ta bị bệnh, mình bị đau, bị ốm đó, thì mình thắc mắc, mình tự hỏi, ủa tại sao tôi lại bị bệnh, tại sao tôi lại bị ốm? Thì mình suy nghĩ, mình suy tư, mình thấy là tôi bị đau, bị ốm là vì lý do này, hay vì lý do nọ, hay vì lý do kia. Rồi chúng ta đi đến bác sĩ, khi chúng ta đi gặp một bác sĩ thì người bác sĩ họ sẽ định bệnh, sẽ hỏi thăm chúng ta, hỏi những cái chi tiết về những cái bệnh trạng của chúng ta. Rồi từ những cái chi tiết về những cái bệnh trạng đó, bác sĩ mới định ra được cái bệnh của chúng ta. Bác sĩ mới thấy rằng là chúng ta bị bệnh vì một cái nguyên nhân về tâm lý, hay là chúng ta bị bệnh về một cái nguyên nhân về vật lý, thể chất đó. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được những nguyên nhân về gây ra cái bệnh đó, thì chúng ta mới có thể
diệt trừ những cái nguyên nhân đó, loại bỏ những nguyên nhân đó đi. Và khi mà chúng ta đã diệt trừ được những nguyên nhân đó và loại bỏ những nguyên nhân đó thì chúng ta mới thoát được khỏi cái khổ đau, và chúng ta đạt được một cái trạng thái gọi là diệt khổ. Và từ đó thì Đức Phật mới giảng hai cái chân lý về sau này, tức là chân lý về cái sự diệt khổ và cái con đường để mà diệt khổ, tức là đạo đế đó, tức là sự thật về con đường đạo, tức là đạo Phật đó. Ta đúng nghe điểm bao giờ để xem bao là nghe là ngon chơi gì, đúng nghe để là sum yêu chỉ cái đấy, đúng nghe gì đúng nghe giữ về đúng nghe cha bắt được chỉ gì đúng nghe sẽ sum như thế, đúng nghe gì đúng nghe sẽ để ngon ăn cho con gái học cô ấy cái đúng nghe cháu đúng nghe bên anh làm gì cháu ấy để nghe anh ta nói xin cái số quân nam sinh ấy để nghe ô đi là đúng nghe gì cháu đúng nghe để là đúng nghe gì đúng nghe anh giữ về đúng nghe sẽ là sao chứ cái anh cháu đeo vào chỉ ở đấy. ओ देला युरवे तुंगे सिगरे क्याबो दोजे जे तुंगे से ते गांजो या खोला मा के चुगें के साजे जे छवा तान्यम देला ने क्याबो दोजे जे तुंगे से अनि यवा देला सुम छिगरे सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड नो द व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्री सफरिंग देन सफरिंग हैज थ्री टाइप ऑफ सफरिंग्स फर्स्ट इज द सफरिंग ऑफ सफरिंग And the second is suffering of change, and then third is the pervasive suffering. So this first category, the suffering of suffering, is normally it's easy to understand, especially when it is in the form of gross like suffering. It is a feeling experience we normally through emotion or physical, when we have hot weathers or cold weathers, or we get sick, or we have emotional pains, which we can recognize easily. So that is called the suffering of suffering. And change of suffering is normally when we have experienced like collective dependent happiness. So here, when we say dependent happiness, it means it's a subject to change. Subject to change means when we say, right now we say sitting comfortably, it looks like we are we feel good, and if we recognize this as a happiness or joy or comfortable. Once we asked to sit, it's a longer duration, like let's say it's like say if you would sit for 3 hours or 4 hours, then slowly this nature of the comfort or this happiness slowly change, and then we get really disgust and we want to really get sick when you sit like 5 hours or 10 hours continuously, and which obviously the beginning it seems like it's a happiness or joy and the comfort. So this is like subject to change. It's called suffering of change. Sometimes, like even the food that you eat, it looks like very delicious, like delicious foods. When you consume the large quantities continuously, then it may eventually kill you, So it's a subject to change. That is called a change of suffering. The third is suffering is, which is the, and more in a subtler form that it's difficult to understand, more difficult to understand. That is called pervasive suffering, which is normally the causes which make us to born in the samsara or born in the existence. And this is called pervade. It's pervade in the samsaric existence. So this is called the third type of suffering. So you remember what is that? Suffering of suffering, suffering of change, and pervasive suffering. It's a pervade in the samsara. So this is the three types of sufferings. Thì Rinpoche nói rằng là đầu tiên đó, trước hết là mình cần phải biết là khổ đau là gì, có bao nhiêu loại khổ đau, có bao nhiêu loại khổ đau khác nhau. Thì cái loại khổ đau có thể chia được làm 3 loại. Thứ nhất là khổ. Thứ hai là hoại khổ, thứ ba là khổ bao la trùm khắp. Cái khổ là cái khổ mà rất mình có thể dễ hiểu, nó ở trong một cái dạng thô. Cái khổ này thường thường nó thuộc về tâm hay là thân. Thí dụ như là mình bị đau ốm, bệnh hoạn gì đó thì mình cảm thấy rất là khổ, như nhức đầu, đau răng, đau bụng này kia thì mình cảm thấy khổ, tại vì nó rất là dễ nhận diện ra, nó thuộc về cái thân của mình.
Còn cái khổ về tâm á, nó cũng nó vi tế hơn nhưng mà nó vẫn cũng có thể nhận ra được. Thí dụ như là khi mà mình nóng giận hay là mình tức, mình oán hận hay là mình ghét thù cái gì và ai đó thì mình cũng dễ nhận ra được cái những cái cảm xúc phiền não đó lắm. Và những cái cảm xúc phiền não nó làm cho mình đau khổ. Cái đó là khổ thứ nhất. Bây giờ có cái khổ thứ hai là hoại khổ. Hoại khổ là cái khổ mà do cái sự mà biến hoại, tức là cái sự mà nó thay đổi. Thường thường á, đây là những cái khổ nó gây ra từ những cái hạnh phúc mà nó lệ thuộc vào những cái hoàn cảnh hay là những cái điều kiện chung quanh. Cho nên nó bị, bởi vì nó là lệ thuộc vào những cái điều kiện chung quanh, cho nên khi mà những cái điều kiện chung quanh nó thay đổi á, thì cái hạnh phúc của mình, cái sung sướng của mình nó cũng thay đổi theo. Lúc đầu thì có thể mình cảm thấy đó là một cái cảm xúc tốt, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thoải mái. Nhưng mà rồi dần dần từ từ những cái cảm xúc nó thay đổi dần dần. Rồi nó trở thành ra là khó chịu, xong rồi nó trở thành là ra đau khổ. Thí dụ như là bây giờ mình ăn một cái món gì đó mình thấy ngon thì mình ăn nữa, ăn hoài, ăn đến lúc một nỗi thôi mình đầy bụng, mình trở thành mình bị cái bao tử mình nó đầy mà nó là khó chịu, nó làm cho là bị đau bao tử. Hoặc là mình ngồi một lúc hồi mình mệt thì mình muốn ngồi xuống, nhưng mà mình ngồi xuống một hồi là mình thấy lại mệt mỏi, mình lại muốn đứng lên, hay là mình muốn nằm xuống một hồi thì mình lại muốn ngồi dậy, mình đứng lên. Thì nó cứ như vậy, nó lúc đầu có thể cảm thấy là thoải mái nhưng sau đó nó thay đổi, nó thành ra là đau khổ. Và cái loại đau khổ thứ ba là cái loại mà đau khổ bao la trùm khắp. Đây là cái khổ mà nó bao trùm hết tất cả sáu cõi trong cái lục đạo luân hồi. Dù cho mình có đi đâu, mình có đi đầu thai, mình lên trời, lên tiên, làm thần, làm trời, hoặc là làm người, tái sinh làm người, hoặc là xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sinh gì, bất kỳ một cái chỗ nào mình đi, cũng có những cái cảnh khổ khác nhau. Trời có khổ của trời, người có khổ của trời, thần có khổ của thần, và địa ngục dĩ nhiên là khổ rồi, ngã quỷ là cũng khổ vì đói khát, và súc sinh là bị khổ vì si mê. Thì cái đây là cái khổ bao la trùm khắp ở trong sáu cõi luân hồi. Thế nên ngã ra sốt cảng lo đúng nghe từ cái ông mà đấy, đeo thì từ cái ông đấy, đúng nghe đeo em đúng nghe thì quẹ mẹ bà ta, đeo thì quẹ y bà thì ngã ra sốt cảng cái thấp đan chi đấy, anh nghe bà tôi ngã ra sốt đeo từ cái ông đấy, thế nên hiện tại là đúng nghe từ cái mẹ đúng nghe mà đeo cái thằng mày là đúng nghe cái nam sát đấy, sinh quẹ thì khéo chút xíu đấy. So everybody had natural instinct or the feeling that nobody wants to suffer. Everybody wants to experience a feeling good or happiness or joy. Natural right for as a being of humans. It's our right to attain the happiness and joy, and it's our right to also remove the suffering and discomfort. But truth is, it's very important to recognize, you know, what is the truth, really the truth of suffering means. And sometimes we misunderstand the suffering as a, you know, to truth of suffering as a we different way, and then which lead us to accumulate it. It's causes, unfortunately, we keep accumulating the causes of the suffering. So this is because we don't understand what is the truly suffering means, and where the suffering come from, and what are the causes of suffering. So it's important to understand. Really, the first step is to understand what is really the truth of suffering means. Bản chất của chúng sinh á, bản chất của chúng sinh mà chúng cũng như là chúng ta là con người á. Thì tự nhiên á, là mình không có ai muốn khổ đau, ai cũng muốn được sung sướng, hạnh phúc, chẳng có ai muốn khổ đau cả. Cho nên cái điều mà muốn được hạnh phúc, không muốn khổ đau á, cái đó cũng giống như là một cái quyền, một cái quyền lợi của chúng ta. Một chúng ta muốn đòi hỏi là chúng ta phải làm sao diệt được những cái khổ đau đó. Thì
nếu mà chúng ta không hiểu được cái chân lý về cái sự khổ đau á, thì chúng ta sẽ cứ hoài hoài, sẽ mãi mãi cứ tiếp tục làm gây ra những cái nguyên nhân để làm cho mình khổ đau. Cho nên cái điều quan trọng á, mình phải hiểu rằng cái khổ đau nó từ đâu mà nó đến. Vì khi mà chúng ta hiểu được á, vì đâu mà chúng ta bị khổ đau từ đâu mà nó đến, thì chúng ta mới có thể biết được cái nguyên nhân, thì chúng ta mới có thể diệt được nó, mới có thể diệt được cái khổ để mà được cái hạnh phúc niết bàn. Thế nên đúng nghe cho và đúng nghe để người ta cho cái na cha chúng sanh á, anh ấy phàm na sanh, bồ tát gì ta đó chế ta, bồ tát na sanh phàm ta đó chế, lưu gì đúng nghe để căn nghe để người ta cho cái rốt quả chốc quả nhâm đó rốt quả chế này, lưu gì đúng nghe mấy bữa xưa là anh ấy người ta cho khăng khăng cái mấy tên ta khăng khăng phen đó chỉ mới ra vô rồi thế, xem gì đúng nghe chúng nhân đi, anh ấy người ta cho suy suy xâm lo tan hết ta, anh ấy chưa cái nay tan thì để xem sao na. Ani xem cái đường em bà xoay là phải đo xem bức ra rồi đấy, tiếng anh tôi chẳng có để khi xem bức rồi đấy. So obviously when we think this suffering naturally, you know, we experience in physical suffering, which is like, you know, we have physical suffering like sickness, and if you have physical, you know, unfavorable conditions, then our parents take care of children when you were young, and then you know, raised as those offsprings to the adulthood, and then, you know, parents when they get aging, and then the children take care for them to make its life more conducive conditions. But the most complicated and most difficult is to you know, to deal with the internal suffering, which is like emotional suffering. So here in the really the Buddha's teaching play a huge role in the fundamental, you know, the solution for our inner suffering is by means of the understanding Buddha's teaching, because the in the emotional, in the internal suffering, which is like our emotional suffering, which is a complex and very complicated, and it can be only mainly, you know, dealing with itself by you know, knowing the Buddha's teaching and then apply by oneself. You know, the nobody can, you know, help you to deal with your emotion. I mean, like directly, you know, like they maybe give you some advice, like even Buddha himself, they give the lay the teaching, and he taught us the how to solve the emotional problem or mental problem. So it's one have to apply. So therefore, His Eminence basically saying that it is very important for us to Buddhists as not as traditional follower, but it is important to learn the Buddha's teaching and apply in our daily life to make our life emotionally more well paid, you know, more well balanced in the emotional suffering. Thường thường khi mà chúng ta nghĩ về cái vấn đề mà khổ đau á, thì chúng thường thường hay nghĩ đến về những cái khổ đau về thân của mình. Thí dụ như là cái thân vật lý của mình á, mỗi khi mà mình bị đau ốm bệnh hoạn thì mình cảm thấy là khổ đau. Và khi mà mình phải những cái bậc phụ huynh phải chăm sóc cho những đứa nhỏ nó còn bé, mình muốn hướng dẫn nó, dẫn dắt cho chúng nó làm sao để chúng nó có được một cái đời sống tốt đẹp, nó trở thành một người công dân tốt, một người con ngoan hiền, vân vân. Thì cái điều quan trọng, cái điều khó khăn nhất đó, đối với một cái phụ huynh, với cha mẹ phụ huynh, là những cái vấn đề về nội tâm của đứa bé, những cái cảm xúc của bên trong của đứa bé đó. Thì thường thường á, những cái mà vấn nạn của những đứa trẻ là ở bên trong, nó là về tâm lý, thì nó rất là phức tạp, nó không có đơn giản. Cho nên á, nếu mà chúng ta biết những cái giáo lý của Đức Phật, những cái giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta có thể áp dụng những cái hiểu biết đó, những cái
giáo lý, những cái giảng, những cái pháp đó để mà áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Cũng giống như là Đức Phật ngày xưa thì Ngài cũng phải dùng những cái phương pháp như thế nào đó để mà diệt được khổ. Thì bây giờ mình cũng phải, Ngài truyền lại cho mình thì mình cần phải học hỏi. Cái điều quan trọng là mình cần phải học hỏi những cái giáo lý, những cái giáo lý đó, những cái điều Ngài giảng dạy đó và áp dụng trong cái đời sống hàng ngày. Và nếu mà mình hiểu được những cái giáo lý Ngài giảng và áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, thì mình sẽ có được một cái cuộc đời sống quân bình. Và từ cái đời sống quân bình đó, nó mới sẽ giúp chúng ta diệt được những cái khổ đau. Tên thế này, chú rể tụng nghe cái nào này, thắc kinh nghe cái chú rể tụng nghe sẽ sao chứ cái chao đeo đeo là chú rể tụng nghe sĩ gọi đấy. Bây giờ, anh ấy ngon xin bác chú cái số số mót ra chỉ như là mót ra bên là giá xe đồ BMW đồ mót ra yếu chỉ như là anh ấy nhưng mà khác xí số số đế sinh sinh chỉ giờ rồi thế. Ine ya dia dungi ge ran shin re kare lana motor de nyue ni mo ne su ne ani ko no motor de lan num nyue re motor de lan num nyue ge dungi da da na shin ge da yon sam be dungi da mi shen ba ge kuma ki yon sam be dungi da ani be de shi go tsu ba ne su ne motor de de wo shi wo ji yo ya wo shi wo ji ra son sam ne ke ra chen bo ji ra sam de ine ya dungi yo ge go de de ne tsu tsu go re ने खाली खाली को निमजी ती मोटर दी दाम ने सो के ने गारे मोटर दी दाम ने नाजा सो ने गारे खंदा दुंगे जी योयो वारेस दि दिला ने जुरवे दुंगे सिगरेस सो ए as we talk about different type of sufferings as like the, we talk about the change of suffering like you know you taking a you know example of owning when we say the change of suffering normally, it's a conditional joy or happiness which we experience in day-to-day life. When it's seemingly it looks like happiness, but it's subject to change when the conditions are present. Like if you give example like change of suffering, when you give example like if you buy a very high-end cars, like let's say the BMW, it may not be high-end for the Americans many, but for the Asians it's a you know, like high-end cars in BMW. So BMW, like give an example, you know, you buy a very nice luxurious car like BMW, and then as the beginning, you have a lot of joy to use it as, and then, you know, that the time goes, it automatically it started to bring some problems, you know, brings us suffering. Let's say you have to always worry about it may scratch. It's always you worry about, you know, somebody maybe mess up and they break the windows. And you worry about, you know, sometimes you may get extinct. Sometimes you may worry about it's stole by somebody else. And then you have to pay monthly mortgage. And you lose your jobs, then it will be a big problem for you to pay off, pay the bills. So, you know, when you... you know, this is an account or taking example as the BMW. Any object beginning, it seems like you it brings a joy or happiness. It's a conditional things. As time goes, automatically more you own, more you it brings problems because you have to consciously, continuously, you have to think mindful about its presence, mindful about its, you know, like maintenance, things, you know, so it's automatically lead us to brings endless problems. So, yeah. Yeah, Rinpoche nói rằng là hồi nãy mình có học về các loại khổ đau khác nhau, thì cái loại khổ đau đầu tiên là cái loại khổ, tức là khổ chồng chất đó, cái khổ đau chồng chất nó chồng chất lên nhau. Còn cái khổ thứ hai là cái khổ về hoại khổ. Hoại khổ là cái sự khổ, đau khổ về sự hoại diệt đó, là sự nó biến đổi. Thì đây là những cái khổ nó đến từ những cái hạnh phúc, mà những cái hạnh phúc đó nó có điều kiện. Cái hạnh phúc có điều kiện có nghĩa là vì có cái đó mình mới có hạnh phúc, nếu mà không có cái đó thì mình không có hạnh phúc. Thành thử ra cái khổ của cái loại khổ thứ hai là khổ hoại diệt. Cái khổ hoại diệt này nó khổ là
nó do cái sự thay đổi mà nó làm cho mình đau khổ, và nó dường như nó tưởng chừng như là một cái điều vui sướng lúc ban đầu, nhưng rồi nó dần dần nó phải thay đổi, không có cái gì mà thường còn, cái gì nó cũng thường thường thay đổi và nó biến hoại. Lấy một cái thí dụ như là chúng ta mua một cái xe hơi mắc tiền. Những người người Á Châu mình thì hay thích mua những cái xe mắc tiền, nhưng mà với những cái xe mắc tiền như vậy thì mình cũng có nhiều cái sự khổ đau nó đi đôi, nó đi liền với cái sự mà vui sướng hạnh phúc đó. Thí dụ như là cái xe của mình mới mua rất là tốt, rất là đẹp, rất là mắc tiền, nhưng mà rồi có thể là mình bị tai nạn, một xe cộ mình bị tai nạn nó xảy ra, hoặc là một cái xe của mình nó bị trầy, nó bị xước, hoặc là mình bị những cái đứa nào mà nó ganh, nó phá, nó đập bể cửa kính của mình, hoặc là mình bị ăn trộm, nó ăn cắp, thì hoặc là mình có những cái bill, những cái tiền trả hàng tháng mà mình phải trả một cái số tiền lớn để mà mua được cái xe đó. Cho nên thì lúc đầu mình rất là vui có được một cái xe mới đó, nhưng mà rồi dần dần mình cứ phải, những cái đó nó từ từ nó thay đổi, và mình cứ phải thường xuyên suy nghĩ, lo lắng về những cái vấn đề mà làm sao để mà bảo tồn cái xe đó, để bảo trì cái xe đó. Mỗi lần mà mình, thí dụ xe nó hư, mình phải mang đi sửa thì nó rất là tốn tiền, vân vân. Thì rồi nghĩa là từ đó nó dẫn tới những cái vô số những cái vấn đề khác nhau, nó làm cho mình đau khổ. Thế nên anh tôi đúng như vậy, cái chủ đề anh ấy quan trọng đến bao giờ đấy, quan trọng sẽ để lấy đà nhóm người tổ chức này lấy đà nhóm người ủng hộ đấy, thì nãy này anh làm cho cái số số lấy sai đang chích chế, đi gần là anh nhóm người sẽ để là tổ chức thì nhóm mong muốn yêu bên nãy này đối cha sẽ đang tìm một số thế là anh thuộc số số là nhóm người nãy này sau tuyển số số rồi, tuyển số số là thế này anh làm cho cái nhờ đồng anh nhau cái cố chú ấy thì thế đấy, thì những cái đồng anh nhau thì phá chúc mừng mày mà mi xem bá chúc mừng mày mà, số số người này anh đối cha sẽ đang tìm một thế mẹ bá số cái thì khi chúng bước vào đấy, thì mẹ bá số anh đi anh đồng anh thì mẹ bá cha đồ đấy, thì nhớ bá là thế này anh đồng anh nhau thì có chín gì đấy, nhau anh dù đi sao sao anh chụp được nhau thì anh khi sao đấy. So now the second issue is important to, once we don't want to, when we understand the suffering nature and truth of suffering, and then obviously it is important to understand the causes of suffering. So now the causes of suffering here, of course, they have compositional factors, which is a karmic actions, and then also that we normally call is the three poisons. So three poisons are ignorance and attachment and hatred. So if we really want to get rid of our suffering, then it's very important to get rid. I mean, the first is to understand the causes of suffering, which are the, you know, three poisons, and then actions, negative actions. So to remove these, if as long as we have not removed those three mental poisons, then automatically we're gonna suffer continuously, because it's a natural, you know, sequence that once you accumulate or collected the causes of suffering, then automatically give rise to the experience of suffering automatically. And so normally when we say like we have experienced the suffering or we have uncomfortable conditions, normally we look and we blame others, but mainly it's actually we accumulate it internally from our from the three poisons,
So three persons are the responsibility to accumulate the karmic actions which produce resulting experience. That is, resulting experience is normally, you know, that when you accumulate a negative conditions and causes, and then it's automatically give rise to the experience of suffering. So it's important for us to work with our internal three poisons to get rid of them, to eliminate the sufferings. So it's very important to understand that the causes of suffering is the three mental poisons and then law of causality. It's and the actions. Jarimuche nói rằng là cái mình đã hiểu về cái chân lý thứ nhất, diệu đế thứ nhất là cái chân lý đầu tiên đó, là khổ. Bản chất của cái vạn pháp này là khổ. Sau khi mình đã hiểu được cái bản chất của vạn pháp là khổ rồi, thì cái điều quan trọng thứ hai mình cần phải hiểu, mình cần phải biết và hiểu là nguyên nhân của những cái đau khổ đó là gì, từ đâu mà chúng ta lại có bị những cái khổ đau đó. Thì những cái khổ đau đó là nó đến từ ba cái nguyên nhân chính. Ba cái nguyên nhân chính đó là tham, sân và si. Thì từ cái tâm tham sân si của mình đó, mình mới gây ra những cái nghiệp ở trong thân khẩu ý của mình, những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình nói, những cái gì mình làm, nó đều là những cái hành vi, những cái hành động, hành vi nó làm ra, nó tạo ra những cái nghiệp. Nếu mà chúng ta không kiểm soát những cái tâm của mình đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra những cái nghiệp. Và thường thường khi mà có một cái chuyện gì xảy ra, có một cái nghiệp gì nó xảy ra, chúng ta đổ lỗi cho người khác, chúng ta bảo rằng là tại như thế này, tại như thế kia, tại như thế nọ. Chúng ta không có biết rằng phần lớn những cái nghiệp đó nó xảy ra đều là do ba cái tâm bất thiện của chúng ta, là cái tâm tham sân si. Ba cái điều đó, ba cái nó là tam độc đó là những cái nguyên nhân chính gây ra những cái khổ đau. Và từ những cái ác nghiệp về thân, về khẩu ý của mình, nó gây ra những cái hậu quả mà chúng ta cảm thấy nhận được đều là do những cái nghiệp tiêu cực của mình, những cái gì mình xấu ác của mình nghĩ xấu, mình nói xấu, mình làm xấu, nó tạo ra những cái ác nghiệp, nó làm cho chúng ta gây ra cái sự khổ đau cho chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải biết làm sao mà làm suy tư về những cái cảm xúc bên trong của mình, trong tâm của mình đó, để mà làm sao diệt bỏ được cái ba cái tam độc đó, là cái tham sân si ở trong cái tâm của mình đó. Thì đó là cái luật của nhân quả, cái luật của nhân quả, và cái nhân quả nó gây ra những cái nghiệp, và khi mà chúng ta làm những cái nghiệp gì thì chúng ta sẽ phải nhận lãnh cái hậu quả của những cái nghiệp đó. Thế nên đời sau sẽ đang tìm một số người nhóm người nào nè đục số thì anh không rõ rệt anh đi làm sẽ sang cho chúng ta cái không rõ sẽ đang đáp về đi qua đi lên chơi nhóm mà rồi sẽ đang sẽ đi không rõ thì đục số sửa chữa rệt đi cái lối số anh sẽ giao cái nào nè giao giáo số thì anh sẽ bắt đầu chắc qua rồi sẽ bắt đầu về cơ thủ mới ta sẽ bắt bên mới sẽ vào rồi đi những cái không rõ đi ta không rõ đi người làm cho cái số người làm cho chưa là không rõ gì cái chính trị đó là anh đi cái khắp đất đó là sẽ bắt những cái mới chỉ qua rồi không rõ đi ở sau về sửa qua trong bản năng lo là chính ta anh năng mi mà xem bao số cái đó là không rõ rồi anh giá cả mà thêm bao số cái đó là không rõ rồi. Cảm giác không đủ cái tiền dùng qua rồi, chế độ không đủ tập không đủ để bảy mươi sự đủ trả rồi, thì hiện tại đi cái anh khắp thế giới là người làm cho cái sáu bảy cái qua rồi, thì hiện tại nhân chứng anh không đủ mấy bao số cái tháp xe là người làm cho sáu bảy năm nay thì
인지미지 지고 가래 세바 냠네 제발라 때네 나랑 저기 세발라 때네 아니 수 이동와 제보 쉬우지 차고 가래 콘도 여야 되게 미대 닝저보 여나야 빠 두스타 드네 빠 돈이 쉬우지 차 그래서 남주 코란 독자 쉬우지 어레스 세바 곰 되겠는데 동안에 타네게 도 싫어매 봐 얘네 코란 빼면서 상도 가오지 차야지 어레스 디인데 간저 가디네 다 콘도디 마제게 탑시 인지미지 줄어나스 When we mention the three poison, which are the source of our suffering and its origin of the suffering, and the most common that we have to be mindful and be acknowledge of ourselves recognize in our day-to-day life is the from out of three poison, the anger or hatred is the most common and very most sinful emotion, which is. Normally, in our everyday life, it's very common for us, and which is most dangerous, and which is most, negative actions, negative causes, which every time, every day in our emotion, it happens. In the Buddha's teaching, it says that. The negative emotion, the hatred and the anger is the most sinful negative emotions. And if for these, and to encounter these negative emotion, we need to practice or to implement the practice of passions. So passion is the most powerful encounter and attainment to achieve the cessation of free from the anger. Normally, when person who live with a lot of anger and hatred, and it's even they are physically very attractive and beautiful, and once this emotion, they are really under the influence of this negative emotion called hatred and anger, then automatically this become very unpleasant appearance, and even they physically attractive, but it's you feel immediately those person get really upset and mad. Nobody wants to be around them, So, our relationship, most of our relationship in social life, in the family life, the main cause for our relationship problem about relationship is because of our negative emotions like hatred and anger. It's very common and very dangerous. And it's also easy to arise, and because there's so many conditions are normally raised in our day-to-day life. So passions, when you have a practice of passion, those people who have less anger and really are great passions, then normally even they physically they are not attractive, but it's very pleasant, and people we want to be around with these people, immediately it's sometimes be very angry in short temper people come up, we feel it very uncomfortable in experience immediately, that was not so and so come, this person was so short temper like that, and then it was those were very peaceful, especially like people who have a lot of great passions. And even they enter into a room, we feel the, their presence, and we admire them. And because this is a very dangerous emotion in our day-to-day life, and it's very important to practice passions. Thì chúng ta biết rằng là cái tam độc á, là tham sân si đó là nguồn gốc, là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức, chánh niệm về để mà nhận ra những cái tam độc này trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, những cái mà sân hận, oán ghét, sân hận nó là một cái cảm xúc phiền não rất là nguy hiểm, rất là độc hại. Nó tạo ra, nó làm cho chúng ta, nó gây ra những cái ác nghiệp cho chúng ta. Nó làm cho chúng ta nghĩ xấu, là nói xấu ác, làm những điều bất thiện. Cho nên để mà đối lại, để mà giải độc những cái chất độc này, thì chúng ta cần phải hành trì, thực hành cái hạnh từ bi. Cái hạnh từ bi là
cái thuốc giải độc hay nhất, hiệu nghiệm nhất, có nhiều năng lực nhất để mà giải thoát cho chúng ta ra khỏi những cái mối sân hận, oán thù. Nếu mà chúng ta cứ ôm những cái ôm hận, ôm những cái oán thù ở trong lòng, trong tâm, trong lòng của mình đó, thì chính những cái mối oán thù đó nó làm hại cái sức khỏe của chúng ta, nó ăn mòn những cái nó làm tổn hại đến những cái bộ phận ở trong cơ thể của chúng ta, nó làm cho chúng ta bị mất rất là nhiều sức khỏe, nó làm cho chúng ta cái diện mạo của chúng ta nó không có được tốt đẹp, nó làm cho cái diện mạo của chúng ta nó không có được hài hòa, không có được vui. Cho nên là chẳng có ai mà muốn gần chúng ta cả. Trong cái đời sống hàng ngày, trong đời sống trong gia đình, thường thường những cái mà những cái việc mà xung đột nó xảy ra trong giữa những cái hội viên ở trong gia đình đó, đều là do những cái cảm xúc phiền não, những cái cảm xúc phiền não đó. Thì nếu mà chúng ta có được một cái tâm từ bi, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn, mọi người nhìn chúng ta thấy rất là dễ chịu. Nếu mà có những cái người mà có cái tâm sân hận, oán hận đó, thì làm cho người khác cảm thấy rất là khó chịu khi mà họ ở gần những cái người đó. Và thường thường là chúng ta cảm thấy thích gần những cái người mà có những cái diện mạo mà vui vẻ, an hòa. Ta tham đi là ngang chỗ đông chậm nè, sáng chiều chậm đến đây, cái khoang cái anh ngang chỗ ngang cái khen chỉ qua đấy, sáng chiều chậm đến đây cái anh đi bộ chỉ à, mấy cha xin, kéo vào phun xuống tàu bờ chế, rằng cái xem nội dung số thứ, đi ni sáng chiều đem vào yên, xem nè sáng chiều chậm đến đây cái xong rồi, đi yên sang ngang chỗ đi bộ, khát tuy yên là chỉ chơi hoa mà đấy, đi bộ chế sao na, rằng mi chỉ bá ta, xem mi chỉ bá số cái, anh kéo vào phun xuống tàu bờ chế, xem đến ngang chỗ cái gewa khari cheba yena ya gewa the ani phusum chobe ani kendo thando ta pe tam nya da da dinde la ma da be to ne gewa pu ta bo chi che ku ga res ani ngaran jo ge che 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 de ge rang ge sem nyomo de me ba tap shi chi go re nyomo de de ge tap shi chi go re nyomo de sa sa na ani nyomo de ngaran jo che se de nya la khondo sa wo ye de che che ba la de ne khondo me ba so ye o da sem de marung ba de me ba so ye đến đây chơi xong nó chơi chơi về phần thằng đó thằng đó thì chụp vào đấy đến đây chơi xong nó ngang ra chỗ nhị chỉ nhảy vào yên này nhị thì kiếm được sửa gì khu ấy dùng qua đấy thì yên đi khát tuy yên này xem bao kiếm được sửa qua đấy xem bao kiếm được thì vào yên na anh ấy số bao chỗ ấy ghé ghé mà đấy anh ấy số thuê tiền này phèn cái đấy anh ấy ngang ra chỗ cái sáng giờ cái sung ấy đấy thì yên đi rằng cái xem này dùng số đấy đến này sáng giờ tiêm bao yên xem đến đây chúng xong na ở đó thì sáng giờ chúng đến đây cái tiêm bao xem na đích rẻ, xem là sang chơi cái sung rẻ. Đi yên đi, đang ăn chỗ thằng ta đi, cha xuống na, anh cảm à, chú xí lên cái chua chua lên chơi. Anh đi xuống, anh ăn chỗ gom chúc xí chơi, anh nghe chơi ăn chỗ đốt chơi cái gì, anh chụp đom chơi cái gì. So we are running out of time, and so His Eminence would like to summarize the basically the teaching here, the Buddha's teaching has Buddha has mentioned in the sutra called. Committed not a single unwholesome actions, and cultivate the wealth of virtue, tame completely this mind of ours. This is the teaching of the Buddha. As the Buddha said, this very powerful fundamental sutra, which encompasses the Buddha's entire teaching in these quotations in sutra. So basically here it says, normally, we shouldn't commit it any negative, unwholesome. Why reason? Because negative, unwholesome or negative actions lead us to experience the suffering. And if you engaging in cultivate pure wealth of virtue, here means you know you always engaging in the positive actions, and these actions lead you to the joy and attain the happiness and. Comfort,
And this is come because when though your actions, especially your body speech mind action, was totally whether it's outcome of your action, whether it's a positive or negative, is depend on your mental attitude, your mental conditions. Because mind is the whole responsible to produce or control the other two actions, like physical action and verbal actions, and to eliminate or to change our action of body, speech, mind, basically we need to tame the mind, tame our own mind. Here, tame our own mind is through, comes from our training of our mind by learning the Buddha's teaching like Four Noble Truths, applying them in our day-to-day life. Let's say if the person is very short-tempered and under the influence of anger in most of time, and then he understands the disadvantage of the anger and hatred which was raised in his mind, if we understand that this is possible to remove or to reduce or to change this by applying Buddha's teaching, and then it will be benefited by experiencing the, you know, passions and peacefulness in our mind. So when you have free of, when you are able to reduce your anger and hatred or any negative emotions, including hatred and anger, then what happens? It leads us to find a peace in our mind. More you have peaceful, more you accumulate more virtuous actions. When you reduce or when you tame your mind, understanding that anger is not good for you, and not only good for you, and also it will destroy the peace of the people around you. It's destroyed the community, it's destroyed the family, it's destroyed even the larger, you talk about, you know, in the country, in the globally. Then immediately we know that it's not good for us, and then we will practice to learn the passions. And the more you have live with a peaceful mind, automatically it leads us to be a happier life, good relation, better relationship. And physically, it will also bring a lot of joy and happiness. And which, if you have a mental, very peaceful mind and a very calm mind by practicing Buddha's teaching, and then automatically it leads us to a very, you know, the most benefit, obvious benefit is even you aging less. Those people who have a very peaceful and calm mind aging less. And you know, if you are really angry and always under the influence of stress and depressed mind, then automatically you getting old very quickly. You know, even you. So, and then likewise, they have many other benefit which entails by practicing the passions and practicing maintaining the you know, the peaceful mind or positive emotions. So this is the summarize, we have this teaching means we have to practice by practicing Buddha teaching. Here it is basically come from taming the mind, right? So His Eminence will wrap up here today's teaching, short teaching, and then we will leave the 10 minutes for question and answer, and then His Eminence would like to lead like short meditation to benefit all of us. Dạ, kính thưa quý vị, Rinpoche nói rằng là bây giờ chúng ta đã hết giờ, cho nên Rinpoche muốn xin tóm lược lại cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Để mà tóm lược lại thì Rinpoche nói rằng là trong cái kinh biệt giải thoát của Đức Phật đó, tức biệt giải thoát tức là biệt có nghĩa là riêng biệt có nghĩa là kinh của bên Nguyên Thủy á, thì có cái bài kệ nói rằng là hãy đừng có làm những cái việc ác dù là nhỏ đến đâu, và hãy làm tất cả những cái việc lành, và giữ cho tâm ý của mình nó được thanh tịnh. Thì đó là lời Phật dạy. Thì cái bài kệ tiếng Hán đó là chư ác mặc tác chúng thiệp phụng hành, tự tay
tư tịnh kỳ ý và thị chư Phật pháp á, tức là đừng có làm tất cả những cái điều gì ác dù nó nhỏ đến đâu, và hãy làm tất cả những việc lành dù nó nhỏ đến đâu. Thì cũng làm tất cả những cái việc đó và giữ cho tâm ý mình thanh tịnh, đó là tất cả những lời Phật dạy. Thì đây, cái bài kệ này là một cái bài kệ nó rất là powerful, rất là nhiều, rất là mạnh, có nhiều mãnh lực. Đây là những cái căn bản của tất cả Phật pháp là nó nằm trong cái bài kệ này. Thì tại sao mình không có làm, tại sao Đức Phật lại khuyên chúng ta là tránh làm tất cả những việc ác dù là nó nhỏ đến đâu thì cũng không làm? Đó là bởi vì khi mà chúng ta làm một cái việc gì ác dù nó nhỏ đến đâu, nó cũng tạo ra ác nghiệp. Và những cái ác nghiệp đó, nó nếu mà mình không biết sám hối thì càng ngày nó càng tăng trưởng lên, và nó tạo ra cái ác nghiệp của mình nó càng ngày nó càng lớn. Ngược lại, nếu mà mình làm tất cả những việc lành dù cái việc lành nó rất là nhỏ thì nó cũng tích tụ được công đức, và công đức của mình nó tích tụ càng ngày càng nhiều thì nó tạo ra những cái thiện nghiệp, và những cái thiện nghiệp này nó giúp cho chúng ta được hạnh phúc. Thì tất cả những cái việc làm này của mình nó đều do vào trong cái tâm của chúng ta cả. Nó tùy thuộc vào những cái thái độ của chúng ta, những cái tâm của chúng ta và những cái điều kiện mà trong cái tâm của mình. Và nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình đó, thì mình cần phải hiểu và học về cái lý thuyết và tứ diệu đế của Đức Phật đã giảng dạy. Nếu mà chúng ta hiểu và cái bản chất của khổ đau và bản chất của cái tâm sân hận, và học những cái giáo lý của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật để mà làm sao kiểm soát được cái tâm sân hận của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có được một cái tâm an lạc. Lúc nào cái tâm của chúng ta nó cũng an lạc, và nhờ cái tâm an lạc đó là chúng ta sẽ tạo ra được những cái việc thiện lành, chúng ta sẽ làm những cái việc thiện lành. Và khi mà chúng ta học được cái tâm từ bi của Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ có làm tạo được những cái sự liên hệ tốt đẹp với những người xung quanh mình, với những gia đình bạn bè, người thân của mình, và từ đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Và cái lợi lạc lớn nhất mà mình có thể mình nhận thấy được đó, là đối với những người mà không có tâm sân hận đó, không có oán thù, không có tham sân si đó, thì họ sẽ trẻ hơn, họ sẽ già lâu già hơn, họ sẽ trẻ hơn. Còn ngược lại, những cái người mà hay có tâm sân hận hay tham sân si nhiều á, thì họ là nhìn cái khuôn mặt, cái diện mạo của họ rất là xấu xí, và họ già rất là nhanh, chứ không có nhìn trẻ đẹp giống như người mà có tâm an lạc. Cho nên nói tóm lại, tóm tắt là nên thuần thục cái tâm của mình, thuần hóa những cái tâm của mình bằng cách là học hiểu cái giáo lý của Đức Phật về tứ diệu đế, và áp dụng những cái điều mình học hiểu đó trong cái đời sống hàng ngày để mình có được hạnh phúc và thoát được khỏi khổ đau. Và bây giờ thì Rinpoche sẽ để dành 10 phút cho quý vị hỏi, và Rinpoche sẽ trả lời, rồi sau đó Rinpoche sẽ tập cho quý vị ngồi thiền một khoảng thời gian ngắn để mà ngồi thiền. Question. Bây giờ có ai có thắc mắc thì everybody. Anybody would like to ask questions? Somebody pass the mic. Quý vị. Hand. Raise your hand. Dạ, quý vị nào có thắc mắc thì cứ giơ tay lên.
Don't feel shy. You know anything? You know, don't, when you, you know, normally when we have, you know, this the opportunity. Yes. And you get the opportunity to ask a question for His Eminence, Abbot Kenrinpoche, it is a very good opportunity. You don't feel shy because we all are not Buddha, so we can make mistakes. Don't worry, just ask, you know, any question, say, related not only with this topic, and you can ask other Buddhist related questions. Yeah, please feel free to ask questions. Quý vị nói quý vị đừng có ngại, quý vị đừng có ngại, tại vì quý vị có thể hỏi về bất kỳ một cái đề tài gì, không cần phải là về cái đề tài ngài giảng ngày hôm nay đâu. Quý vị có thể hỏi ngài về cái cuộc đời của ngài, hay là về Phật pháp, hay là về bất kỳ một cái vấn đề gì. Tùng, we have one. Yeah. So Rinpoche, how can one train our mind to not have hatred or intolerance so we don't suffer as much? Okay, can you repeat one more time? How can one basically train our mind to not have intolerant or hatred in order to either end our suffering or suffer less? Okay. Yeah. Pajo kondro jisa, tsujo ji kondro jisa na me se la, me ji barasa na me se la, chulu ni me se kukwa res. Me se la, dini yang yo me ji barasa na, me di cheru dwe ma to, chung dwe yo ma re. Di yin di chulu ye cheru dwe di, pake ki kondro kaju sawa ye na, susu nga ne, oda kei mindu samna nga la, sepa di gom, ani shi ne dreshe kyab ne. Lamsan deshi jamu kawache, pacho di ngarso na pa lhulu chi chato na ani nedan kari shene du shene shee di khe chumbara es. Pe di tambu nga la, chuda meni. Los. So here they are taking a metaphor of, you know, to when you need to train, I mean when you train your mind, especially dealing with the hatred and anger, so most important is we have to remember this, you know, the metaphor like fires. When you have a fire, you cannot put the fuel or, you know, the other, you know, more fires on that. If you put more fire on the fires, then it keeps burning. So basically what happens and what we do in normal life, when you get angry, so somebody, somebody get really mad with you, angry, and then for this, we also get mad. So it's like you are fueling put the more fire on fires. Like both get, you know, angry and you heat it up. And so over automatical reaction for normal people is you, and somebody get mad with you, you get angry, and then, you know, they get angry. So both are, you know, just heating up, basically fueling up the anger, feeding the anger itself. So our response should be changed. Response should be changed here that none of this, you know, number one, when you get angry and the response with the anger, there's zero benefit. Remember this, there's zero benefit. There's no benefit. So automatically try to avoid these consequences by not responding with the anger. First is to, you know, to control this by avoiding the situation. And so once you have avoid the situation, not immediately, you know, when we get angry, then we have always comes with the negative reasons for why we get angry. So automatically first we have to taking a measure to reduce this, you know, hatred, anger. And recognize that by recognizing this, and there is no benefit. Kính thưa quý vị, cái câu hỏi của cái chị ở bên dưới đó là chị hỏi rằng là xin Rinpoche chỉ cho cách làm sao mà có thể thuần hóa cái tâm của mình để mà bớt được thuần hóa cái tâm để cho mình không có bị sân hận, để mình có thể bớt được khổ đau. Thì cái câu trả lời là nếu mà mình muốn thuần hóa cái tâm của mình cho bớt sân hận, để mà bớt khổ đau đó, thì cái điều quan trọng nhất đó là mình hãy quán chiếu thâm sâu. Mình sẽ dùng một cái thí dụ giống như là lửa đó. Khi mà một lửa mà đang cháy mà mình bỏ thêm lửa vô đó, thì nó càng cháy to thêm. Cho nó, tại là lửa không có thể nào chữa được lửa,
Cho nên muốn thí dụ như là bây giờ một có ai đó đang sân hận mà mình đối đáp lại với người đó bằng cách là mình cũng nổi sân lên, mình cũng nổi giận lên, thì nó cũng giống như là mình đổ thêm lửa vào lửa, đổ dầu vào thêm lửa thì cái lửa nó càng cháy to lên. Cái đó thì nó không có một cái lợi lạc gì cả, khi mà mình đổ dầu vô lửa nó chẳng có giúp lợi lạc gì cả, mà nó càng làm cho cái vấn đề nó trở thành tệ hại hơn. Cho nên mình muốn kiểm soát được cái cơn sân hận đó thì cái tốt nhất là mình tránh nó đi, tránh cái tham dự vào trong cái cuộc mà cái cơn sân hận đó, bằng cách là mình nhận ra rằng là người đó đang giận, và nhận ra rằng là mình cũng đang giận. Và khi mà mình nhận ra được là mình đang giận và người đó đang giận đó, thì mình tìm cách mình tránh nó đi để mà mình có thể kiểm soát được cái cơn sân hận đó. Another question? Oh yeah. So just a clarification, I need to hear it again. So when you said that these negative emotions we have, like hatred, sadness, anger, or anything like that, what do you mean by when we have these kinds of negative emotions, what do you mean we can't get a grip of our happiness? Can you repeat that again? Can you say? Yes, sir. I just need a clarification on what you mean by when you have these negative emotions, such as hatred, anger, sadness, this jealousy, greed, all that. I like to know, what do you mean by when you have these kind of negative emotions, you can't get like a grip of happiness? Yep. Thì thằng đó anh chú cái nhìn mong cái sự tiền đề đó chứ đối với sự đơn tu mà tiền đề kế gỡ vào là kế tiêu còn là anh đi vào chuyện những cái mà rất là sung ngas ở đi qua là anh sẽ xét tiêu chuẩn rồi chứ nó con đôi chỉ sao sao na anh số số kí bộ mẹ ba mi kí bộ mẹ ba ở tiền đề cha rồi bên na anh đi phải đi kí chỉ yon na kí chỉ yon đi cái là kí chỉ yon đi cái là sugar gì gì yon na anh mi tu cho cha chăm bồ đồ chứ nên bé anh ấy gấu chỉ cái đấy anh đi nãy xin kí đi anh phải ngả rồi yon na anh mi phải đồ đồ à đi nãy xin mi chỉ yon na mi lùng chỗ chỉ chỗ yon bây na ở ta đi yapo mẹ đa xem nếp à kia anh đồ cái đấy mi phải sáng đó khâu phải đi phải xin lại anh khi nào mi cái sự kiện kia chỉ xem như thế này anh làm sao chú chú thọ này làm sao gấu đi yon quá đấy đeo chỉ yon quá đấy đi yon đi Pajani condo san re carina, Namju cartemba inaya, Usoso la machiba, Mille machiba, Dindi, Susumene, Pajana condo saba inaya, pa, Susumene, Majeg, pa condo masege, Tapsichene, Tando carcio, a ninja, taco ninja, long lasha, cocondo sasha, some tando, ninja jege, Tapsichaba ina, and it de what you good is. So here the clarification of this, when we say negative emotion like hatred, anger, and jealousy, like this, you know, basically those emotions, when you have this under the influence of those emotions, you didn't experience any pleasure or happiness or joy. You know, for example, like His Eminence is giving example, it's like, you know, even, you know, not only the personal individuals, when you have under the influence of those negative emotions, you know, personal individual who have go through an experience, I mean, like under the influence of those negative emotions, they experience internally that they have no, you know, peace. Like, you know, if you really get angry, you lose your sleep, you lose your appetite, you lose your mental peace, happiness, and you like this you experience personally. Even, you know, like say the other people, those who have are under the strong influence of the anger and hatred, you know, immediately we don't want to be like, you know, be encounter with that person. You know, even if we see him, that very angry person is coming towards you, you immediately try to avoid him and, you know, like try to avoid that because you don't want to experience these negative feelings. And a similar way, you know, like, you know, positive emotions,
emotions, you know, like positive emotion like compassion, love, and you know, like very passionate people. I mean, they, if you see them, you know, you want to see them and approach them, and you know, even like, you know, with a smile and joy, you want to greet them, you want to, you know, meet them. So this clearly show us that those negative emotions, once you have under the influence of those negative anger, jealousy, immediately it will be steal your peace of mental peace, and also it feeds your state of your negative, state of your mind, stability of your mind. So that's why it is a negative. So this, and when individuals, when we say negative emotions and positive emotion, it is not the, you know, like nature of not the nature of our mind. That's why we have a reason to walk with our mind, train our mind, to eventually we can subdue them, and slowly by day, and then eventually we can get rid of from the root itself, those emotions. That's why. First, you know, it's very good. I think it's a very good question, because the negative emotion, normally when we get under the influence of those negative emotions, we sometimes like let's say attachments. Attachment looks like sometimes in the form of, you know, like it's like positive mind, because you have attached, then that's why you have to, you know, it's like, you know, you are more close like that. But it's basically it's affected your peace and happiness. So that's one to clarify. His Eminence is clarifying this. Yeah, ai đặt câu hỏi, cái người đặt câu hỏi là Việt Nam hay là Mỹ ạ? See, you're Vietnamese, but she refers speaking in English. Oh, so I think it's Rinpoche explained everything. Okay. Yeah, because we have a next person. See. Let Tung translate this. Yes. Question was, can you clarify why the negative emotion like jealousy, anger, and hatred, how they, you know, make us affect to not get happiness? Dạ, kính thưa quý vị, cái câu hỏi của cái chị đó là xin thầy giải thích cho biết lý do tại sao mà khi mà chúng ta có những cái cảm xúc phiền não, thí dụ như là tham sân si mạn nghi đố kỵ đó, thì những cái cảm xúc đó phiền não đó lại làm cho chúng ta không có được hạnh phúc. Xin giải thích cho rõ. Thì bây giờ mình sẽ trả lời rằng là những cái cảm xúc phiền não, thí dụ như là tham sân si mạn nghi đố kỵ đó, nó làm cho chúng ta có một cái cảm xúc ở trong nội tâm của chúng mình đó, của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta khó bất an ở trong tâm của mình, nó làm cho mình ngủ ăn không ngon, ngủ không yên, và chúng ta cảm thấy rất là bức xúc ở trong tâm, nó làm cho mình không có được an lạc. Và mình có thể mình biết được điều này á, bằng cách là thí dụ như là khi mà mình gặp một cái người nào mà hay nóng giận á, tự nhiên là mình muốn tránh gặp người đó đi, mình không muốn đến gần người đó, mình gặp người đó là mình muốn né, mình muốn đi chỗ khác chứ không có muốn lại chào hỏi hay là nói chuyện gì với người đó cả. Thành thử ra là mình thấy đó là cái lý do mà tại sao mà những cảm xúc phiền não nó làm cho chúng ta mất cái sự mà hạnh phúc là như vậy. Bây giờ ngược lại, nếu mà chúng ta có những cái cảm xúc tích cực á, thí dụ như chúng ta mà có lòng từ bi, cái lòng từ ái á, là tức là lòng từ bi, lòng thương người, lòng thương yêu, muốn họ được hạnh phúc, muốn họ được khổ đau, không có khổ đau á, thì tự nhiên là cái diện mạo của cái người mà có những cái cảm xúc tích cực á, thì nó rất là vui tươi, nó rất là an lạc, rất là an hòa. Tự nhiên là khi mình gặp những cái người mà có những cảm xúc tích cực đó, mình lại muốn đến gần, mình gặp họ là mình muốn cười, mình gặp họ là mình họ muốn đến chào hỏi, mình muốn đến gần với họ. Và những cái cảm xúc phiền não đó không phải là cái bản chất của tâm của chúng ta. Bản chất của tâm của chúng ta không phải là phiền não. Bởi thế cho nên chúng ta mới có thể thuần hóa cái tâm của chúng ta để cho nó trở thành thanh tịnh. Bởi vì nếu mà cái tâm của chúng ta, bản chất của nó mà không phải là thanh tịnh đó, thì chúng ta không thể nào tu thành Phật được.
Bởi vì tâm của chúng ta là thanh tịnh, bản chất của nó vốn nó là thanh tịnh. Cho nên vì cái lý do đó cho chúng ta mới có thể tịnh hóa được cái tâm của chúng ta để mà chúng ta có thể tu thành Phật. Nếu mà chúng ta, tâm của chúng ta mà bản chất nó không phải là thanh tịnh thì không cách gì chúng ta tu mà có thể thành Phật được hết. Nhưng mà Đức Phật có nói rằng tâm ta, chúng ta đã có bản chất ta Phật sẵn rồi, cho nên là chúng ta mới có thể tu thành Phật được. Và Lý Vũ Trê lấy một cái thí dụ nhé, là khi mà chúng ta có tâm tham ví dụ như là luyến ái, tham luyến ấy. Lúc đầu thì chúng ta có thể tưởng nó là một cái điều tốt, bởi vì chúng ta thí dụ như chúng ta thấy thương yêu một người nào đó, chúng ta bị gần, thích gần với người đó, mình tưởng cái đó là điều good, là điều tốt, nhưng mà thật sự ra nó lại là một cái điều không có tốt, là bởi vì mình bị dính mắc, mình bị bám chấp vào người đó, thành thử ra nó cũng là một cái loại, nó không phải là một cái điều tốt. Ta đến ngày ngang rồi, giảm sai, anh nghe cái thu về chăng à chứ nghe xe đi nên ngang rồi, chuyển đi chuyển đi, công gia là nghe là ngang rồi thu về chăng à chứ mà xe kia anh đi kia ngang rồi chuyển đi chuyển rồi. So we have not much time. His Eminence would like to recite the mantra of the Shakyamuni Buddha, who is the founder of the Buddhism. So please repeat it after him. And before we do the 5-minute meditation, please everybody folding your hands and repeat it. And it's like the oral transmission from His Eminence for. So His Eminence will be giving an oral transmission of the Shakyamuni Buddha's mantra, and please repeat after him 3 times, okay? Yeah, Rinpoche nói rằng là bởi vì bây giờ chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên là trước khi mà chúng ta ngồi thiền 5 phút á, thì ngài viện trưởng muốn truyền khẩu cho chúng ta cái câu mật chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái Đức Phật mà giáo chủ của Phật giáo. Và ngài sẽ truyền khẩu cho chúng ta cái câu mật chú của ngài, và chúng ta lặp lại theo ngài 3 lần, để rồi chúng ta bắt đầu, sau đó chúng ta ngồi thiền 5 phút rồi chúng ta nghỉ. Teyatha Om Muni Muni Ma Muni Soha. Teyatha Om Muni Muni Ma Muni Soha. Teyatha. Teyatha Om Muni Muni. Om Muni Muni. Ma Muni Soha. Ma Muni Soha. Teyatha. Teyatha Om Muni Muni. Om Muni Muni. Ma Muni Soha. Ma Muni Soha. Tene anjo nyamdo together nyamdo ani anjo ditsik. So we recited this few times with His Eminence together, okay? Yeah, bây giờ mình tụng chung với nhau sau theo ngài vài lần. Teyatha Om Muni Muni Ma Muni Soha. 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 The meditation gom je la tanda sanje chum den de ge changa de ma den yon de de ge changa de ge le sanje chum den de ge hwe ser pa to me pa chi che ne su su chi zu la le su su yu ge nyomo to som la sanje chum den de ge changa de pa 생아다 아니 구승투기 요새 돈도 간가 만졸라 팀네 만조 녀모토숨도서 간가로 매바 차해라 아니 삼로 따르치 녀모토숨디야 아니 쿠와 낙보다 솔란 낙보다 두즈나시마 템바체 된찬네 아니 간조 이겨라 산제 좀된데게 아니 찬주겠습니다 닝지신 분들서 아니 간조 이겨라 계소 삼네 어 된대지 삼로 따네 아니 So today in the end we practice the 5-minute meditation.
by visualizing the, you know, as we recite the mantra of the Shakyamuni Buddha, and imagine that from the heart of the Shakyamuni Buddha in our space in front of us, and radiate the light from his heart, and in the form of those mantras, in the form of light, and which dissolve into our heart and purify all our defilements and negative karma and negativities, and all are just washed away or melt down in the form of the black liquid or the soot or the, you know, which has come out from our lower part of body, and naturally, and then it's purified our entire defilements and negative imprints, and which then automatically our body fill up with the blessing, and especially generated the great bodhicitta, and generate the wisdom mind, which understanding the true nature of phenomena. And so please visualize, imagine that, and then we meditate on this. Dạ, Rinpoche nói rằng bây giờ mình hết giờ rồi, cho nên mình bên ngồi thiền 5 phút xong rồi mình sẽ nghỉ, và mình hãy quán tưởng ở trên khoảng không gian trước mặt của chúng ta là Đức Phật Thích Ca ngồi trên khoảng không gian trước mặt chúng ta, và chúng ta niệm cái câu mật chú của Ngài, tức là Om Muni Mani Mahamunaye Soha, và mình quán tưởng rằng cái hào quang của Đức Phật từ trái tim của Ngài ngồi trước mặt chúng ta, phóng hào quang về phía chúng ta, và khi mà cái hào quang nó đến chạm vào người chúng ta thì nó tan ra thành là cái nước cam lồ, và nước cam lồ nó sẽ chảy từ trên đỉnh đầu của chúng ta xuống dưới trong thân của chúng ta, nó tịnh hóa hết tất cả những cái ác nghiệp ác chướng của chúng ta, và nó làm cho chúng ta có được phát ra được một cái tâm bồ đề và một cái trí tuệ để mình có thể hiểu được những cái giáo pháp của Đức Phật, và mình có sẽ được các lòng từ bi và cái trí tuệ. Yeah. Thì mình có quán tưởng như vậy, và trong ngồi thiền trong vòng 5 phút quán tưởng và cái câu thật mật chú của Ngài Om Muni Mani Mahamune Soha. Lava yambati, all the shell, lava yambati, do sene, and it's some tantas. So his eminence is actually when teach us to how to hold your hands, you know, always you put your left hand palms upwards, and you put the palms on the top of, below the right hands. All near the your nipple chakra. Yeah, mình để bàn tay phải trên bàn tay trái và để gần cái lỗ rốn của mình, cái luân xa ở gần cái lỗ rốn của mình. Okay.
tate kyang jo thadi nangge changma la ani nyin thapa ne thuji che da na shin ge rumbu che da ani Mr. Tom da tu ki ju na ya da ani tu ju kang la nyin thapa ne thuji che se ne shuru na. So His Eminence would like to extend thank you for all the organizers, especially the Thunglam Meditation Center for giving us this opportunity to host this talk, especially for His Eminence come from India, and it give a teaching, a profound teaching on Buddha's Four Noble Truths. And we would like to say thank you for all the organizers and people who do the coordinations, and also for the our translators who kindly translated tonight here, so that we will really appreciate for that. Thank you. Yeah, kính thưa quý vị, Rinpoche nói rằng trước khi dứt lời thì Rinpoche xin gửi lời cảm ơn đến thầy chủ trì của Thiền viện Trúc Lâm. Xin cảm ơn các vị đã tổ chức cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay cho Rinpoche, viện trưởng của tu viện Rinpoche Muslim Monastery ở bên Ấn Độ, có được cơ hội để mà thuyết giảng về một cái đề tài rất là thâm sâu vi diệu của Đức Phật, đó là Tứ Diệu Đế. Và cảm ơn quý vị đã tổ chức một cái buổi thuyết giảng rất là có hữu ích này. Thế nên mi mới chơi. Thế nên mi sáng bớt chi, ngang chỗ mi sáng bớt chi, ngang chỗ cảng cái tháp xe chơi này, cảng cái lô xe bớt chi bộ ta, khu yang bộ ta, ô cảng cái là bả, à, chơi bớt chơi này, phen đồ yếu, nào lo chi, anh chích chích phá phen đồ chơi xong na, anh chả đan là phen đồ yếu dùng cái đấy. Los, finally His Eminence would like to advise everybody, such as or advise you to be harmonized among the family or the community, be friendly, be open-minded, and be kind to each others, be helpful to each others. Once you have this, you have to act in this way, then it will be affected the community, and there will be, you know, huge improvement in the joy and happiness among the you know, very difficult time like this. You know, they have wars and going on, and a lot of hatred, anger among the community. So please spread your love and compassion for each others. So this way, we have a more meaningful life. So please practice this. Dạ, Rinpoche, trước khi dứt lời, Rinpoche ngỏ lời muốn khuyên tất cả là hãy sống hòa hợp với nhau, với các hội viên trong gia đình, với các bạn bè gia đình người thân, với cái cộng đồng, và hãy tử tế và giúp đỡ tất cả mọi người, giúp đỡ lẫn nhau. Và nếu mà chúng ta làm được cái điều đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh, tất cả mọi loài, và nó sẽ tạo ra những cái niềm vui lớn và những cái hạnh phúc, những cái an lạc cho tất cả mọi người, và đặc biệt là trang hiện tại đang trong cái hoàn cảnh chiến tranh trên thế giới. Và chúng ta hãy sống với cái lòng từ bi và thương yêu tất cả mọi loài. Yeah. Và bây giờ thì Rinpoche muốn xin thông báo cái chương trình ngày mai. Chương trình ngày mai ở trung tâm Rinpoche là sẽ có thêm một cái vị tái sinh đạo sư Tây Tạng, một vị tái sinh từ bên Los Angeles đến Houston ngày mai để làm ban cái lễ quán đảnh dược sư. Thì đó là chương trình từ chương trình từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối hôm nay, thì có đốt đèn cúng dường đèn đó, sẽ cúng dường 1.000 ngọn đèn và sẽ niệm 1.000 câu chú của Đức Phật Dược Sư tối nay. Rồi ngày mai là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là sẽ có lễ quán đảnh Đức Phật Dược Sư với ba vị Rinpoche.
Rồi từ 2 giờ đến 3 giờ chiều mai là có cầu nguyện Đức Phật Dược Sư, tụng kinh cầu nguyện Đức Phật Dược Sư. Từ 3 giờ đến 5 giờ thì có cái lễ thanh tịnh nghiệp Kim Cang Bất Hoại. Đó là chương trình ngày mai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ để mà dùng cơm tối. Từ Phật Lạc xin trả lời vắn tắt câu hồi nãy có chị gì chị hỏi làm sao mà bớt sân hận để mà bớt bớt khổ đau á, là Rinpoche khuyên là nên sống trong chánh niệm tỉnh thức á. Sống trong chánh niệm tỉnh thức là lúc nào mình cũng biết là mình đang nghĩ gì, lúc nào mình cũng biết là mình đang nói gì, lúc nào mình cũng biết mình đang làm gì. Thành ra khi mà cái cơn giận mình lên là mình biết liền mình sắp cái cơn giận mình sắp sửa lên, mình ngưng nó lại ngay chỗ đó. Đó là câu trả lời bất tắt của ngài. Bây giờ mình chơi đó, mình hồi hướng công đức nha, mình hồi hướng công đức bằng tiếng Việt Nam. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. So this is a representative. Oh, okay. So you represent the abbot here, okay. And invite you to have dinner. Okay. Yes. So let him say this. Yeah. Hôm nay có các vị Phật Tây Tạng tới đây á, thầy của chùa rất là cảm ơn. Và đồng thời thầy có mời quý Phật tử đây có dùng cơm chay á, thầy đãi á, thành thử ra đi theo hướng này. Cái băng bên kia ngồi lại ha, cho bên đây trước để bên đây người ta sắp xếp bàn á. Dạ. Yeah. Okay. Cho cảm ơn. So Rinpoche, today Rinpoche came, His Eminence came, the abbot is very happy and he'd like to thank you for coming and he'd like to invite everybody to have dinner. With us, yeah, yes. Yeah, mời quý vị đến tham dự buổi lễ quán đảnh Đức Phật Dược Sư ngày mai. Yeah. Bắt đầu từ 9 giờ sáng. Yeah, tối nay thì có cúng dường đèn và niệm chú Đức Phật Dược Sư từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối nay.